Xin kính chào các bạn. Hôm nay Tèo sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn một số kiến thức giúp cho các bạn có được tài liệu mình tập luyện mỗi ngày, mình tập đàn chơi nhạc tiến bộ hơn các bạn ha. Ở đây Tèo sẽ chia sẻ các bạn ba cái mẫu đệm giúp cho các bạn khi các bạn đệm hát trên cái style cha cha cha. Chúng ta sẽ có mẫu đệm này, đệm hát thì cái bài đệm của mình nghe nó được đầy đặn hơn, nó không có được bị trống các bạn ha. Rồi, mẫu đệm đó là gì? Hôm nay Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Mẫu đệm thứ nhất, ví dụ khi mà chúng ta đệm hát một bài hát cha 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 trên là organ các bạn ha. Đây Tèo sẽ chọn một cái style cha cha cha, ví dụ nào đó cụ thể. Đây, ví dụ cha 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 này. Ví dụ như khi ca sĩ họ hát, chúng ta chỉ đánh, chỉ việc đặt hợp âm rồi tới câu lót, chúng ta đánh câu lót thôi, thì cái bài đệm của mình có vẻ như nó rất là bị lỏng lẻo, bạn bị trống, bị thiếu bạn ha. Ví dụ đó, Tèo chỉ để hợp âm như vậy thôi, tới cái đoạn này có câu thì Tèo đánh câu. Tèo ví dụ như vậy, các bạn nghe rất là lỏng lẻo và nó không hay đúng không, nó bị thiếu cái gì đó. Thì trong cái lúc mà ca sĩ hát đó, chúng ta sẽ có những cái mẫu đệm, đây gọi là mẫu đệm các bạn nha. Và cái âm lượng khi mình đánh cái mẫu đệm này thì chắc chắn nó phải nhỏ hơn cái giọng hát của ca sĩ. Mình chỉ đánh nó làm cái nền ở phía trong thôi, cho nó đầy thôi, chứ không thể nào đánh to, lớn ách tiếng ca sĩ được. Thì đó, cái mẫu đệm là lợi ích của nó như vậy đó các bạn, giúp cho cái bài đệm mình nghe nó đầy hơn. Rồi bây giờ ví dụ với style cha 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 này, cái mẫu đệm thứ nhất trong ô nhịp 4/4 thì các bạn cũng biết rồi, chúng ta sẽ có 4 phách cha 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 các bạn ha. Phách số 1 các bạn sẽ lặng không đánh, phách số 2 chúng ta sẽ đánh hệ nốt móc đơn, tức là đập xuống đánh nốt, dở lên đánh một nốt. Phách số 3 lặng không đánh, phách số 4 tương tự đập xuống đánh nốt, dở lên đánh một nốt là xong một ô nhịp. Đó là mình phân tích cái ô nhịp, cái phách để mình đánh. Còn những bạn nào chúng ta không có rành lý thuyết thì chúng ta cứ tập theo cái mẹo. Bây giờ mình tính thử các bạn nha. Phách số 1 đập xuống không đánh, dễ là không đánh luôn, nghỉ là phách số 1 luôn. Phách số 2 đập xuống đánh nốt, dở lên đánh một nốt. Phách số 3 mình nghỉ. Phách số 4 tương tự, đập xuống đánh nốt, dở lên đánh nốt là xong. Đó là cái cách chúng ta tập cho nó nhuần nhuyễn với cái nhịp, cái phách mà mình không biết nhạc lý, lý thuyết âm nhạc mình vẫn tập được các bạn ha. Rồi sau khi mình đã quen, bắt đầu mình tập cho nó đủ ô nhịp đàng hoàng lại nào. Hết, quá dễ các bạn ha. Rồi mình tập chậm lại, phách số 1 nghỉ, phách số 2 đánh, phách số 3 nghỉ, phách số 4 đánh. Xong. Các bạn cứ tập như vậy cho tay mình nó quen, đừng có ham nhanh. Các bạn nha, cứ tập từ từ nó quen trước. Cứ như vậy các bạn ha. Rồi sau khi mình đã tập nó nhuần nhuyễn, bắt đầu mình tập vô style thử, tập chậm thôi các bạn ha. Ở đây Tèo sẽ chọn cái tiếng guitar này nè. Đó, Tèo chọn tiếng guitar này để làm đánh cái mẫu đệm các bạn ha. Rồi Tèo ví dụ, sau khi tập nhuần nhuyễn bắt đầu vô trống đánh thử. Các bạn sẽ rõ ràng khi mà mình đánh chập đó là các bạn sẽ ngắt liền, không có kéo dài nha. Không có kéo dài các bạn nhé, đánh xong ngắt liền. Ok như vậy các bạn nhé, đánh xong ngắt liền, không kéo dài. Rồi sau khi mình tập đã nhuần nhuyễn, mình quen rồi, bắt đầu mình tập di chuyển hợp âm. Rồi mình sẽ chuyển hợp âm bên tay trái trước, tại vì phách số 1 của nó là vô lặng mà. Chúng ta sẽ chuyển hợp âm ngay phách số 1, tức là vô lặng đó, rồi mình mới đánh. Rồi cứ như vậy mình cho quen các bạn ha. Sau khi mình quen rồi, bắt đầu mình mở style đánh thử. Lúc ban đầu mình tập có thể mình đánh chậm thôi, không cần phải nhanh đâu. Đây tao tập hơi nhanh, bây giờ tao chậm lại cho 115 thôi, ăn chậm thôi. Đó, cứ như vậy là mình đã được một mẫu đệm rồi đó các bạn. Rồi sau khi mình tập nó nhuần nhuyễn rồi,
bắt đầu mình vô mình đệm thử các bạn ha. Để thôi mất công các bạn nói thằng Tèo nó giống có láo nữa. Tập xong không ứng dụng vô đâu hết trơn. Đâu bắt đầu thử các bạn nha. Bây giờ Tèo ví dụ như bài bài hỏi vợ ngoài thành đi, nhạc sĩ Giao Tiên ha. Sẽ có một ngày, Tèo đệm một đoạn thử nha, sử dụng cái mẫu đệm này. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, nơi chờ ra ta ta ra ta 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 ta. Ở bạn thấy rõ ràng ta sử dụng cái mẫu đệm vô rồi. Đây là tao cố ý tao đánh cái mẫu đệm cho nó xuyên suốt để các bạn cảm nhận được cái mẫu đệm. Còn đối với bài này á, cái bài hỏi vợ ngoài thành này á, thì chúng ta hết câu 1 chúng ta sẽ có một câu lót nhỏ. Bây giờ tao đệm thử nha. Vô nè. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Và rõ ràng đó, lúc chúng ta đánh câu lót thì chúng ta đổi tiếng để đánh câu lót. Lúc không có câu lót chúng ta đổi lại tiếng guitar này để chập cái mẫu đệm. Các bạn thấy rõ ràng cái bài đệm mình nghe nó sao? Nó đầy hơn, nó dày hơn và nó hay hơn. Rồi, đó là cái mẫu đệm thứ nhất mà Tèo muốn chia sẻ với bạn. Nếu như một ô nhịp mà nó có hai hợp âm thì chúng ta giải quyết như thế nào? Các bạn nhớ không? Rõ ràng nãy không? Phách số 1 đánh xuống, không đánh, phách số 2 đánh. Rồi, phách số 3 mình di chuyển hợp âm, phách số 3 dấu lặng mà di chuyển hợp âm. Đó các bạn, đó là cách để mà mình xử lý một ô nhịp mà có hai hợp âm là như vậy các bạn ha. Đó bạn, tay trái mình sẽ di chuyển hợp âm liên tục và tay phải mình di chuyển theo la nè, qua son nè. Đó các bạn thấy rõ ràng chung một ô nhịp đó. Liên tục các bạn ha, cứ như vậy. Rồi đó là cách mình xử lý một ô nhịp có hai hợp âm. Và đó cũng là cái mẫu đệm số 1 mà Tèo muốn chia sẻ các bạn. Rồi chúng ta qua mẫu đệm số 2. Các bạn quan sát dòng nhạc nha. Ở mẫu đệm số 2 này chúng ta đánh nó hơi nhiều nốt hơn chút xíu. Hay chúng ta gọi là tiết tấu, nó sẽ có thêm một số tiết tấu vô. Rồi Tèo ví dụ, phách số 1 vẫn là dấu lặng, không nói vẫn như cũ. Phách số 2 vẫn giống cũ, đập xuống đánh nốt, dở lên đánh một nốt. Rồi phách số 3 đập xuống không đánh, đợi nó dở lên đánh, rồi giữ nguyên cho nó kéo dài qua cái đập xuống của phách số 4 luôn. Rồi đợi cái phách số 4 mà dở lên đánh thêm nốt nữa. Hết. Đó là cách mà mình phân tích cái phách để mình đánh các bạn ha. Còn những bạn mà rành lý thuyết âm nhạc thì dễ rồi, nhìn vào tiết tấu là phân tích nhịp ra đánh được liền. Còn những bạn không rành cứ tập theo cái cách Tèo chia sẻ. Phách số 1, số 2 thì giống hồi nãy rồi. Số 1 không đánh, phách số 2 đập xuống đánh nốt, dở lên đánh nốt. Rồi phách số 3 đập xuống không đánh, đợi nó dở lên mình đánh, và mình giữ nguyên luôn, kéo dài cho nó qua cái đập xuống của phách số 4. Rồi đợi phách số 4 dở lên đánh nốt nữa, buông ra liền. Xong. Rồi sau khi mình đã phân tích rõ ràng, nó bắt đầu đánh cho nó chọn ô nhịp. Cứ như vậy bạn hãy tập thật chậm, bằng tay trái mình cứ gõ nhịp như vậy, gõ phách như vậy đó. Rồi sau khi mình quen, nó bắt đầu mình vô chống đánh thử. Mình chọn tempo chậm thôi, lúc mình mới tập mà. Ở đây tao chọn tempo 110 thôi các bạn ha. Mình mới tập, mình cứ tập chậm, không ai chê mình dở cho nên bạn không sao cả. Rồi. Xong các bạn ha. Đó để cho đánh lớn xíu cho các bạn dễ nghe ha. Đánh nhỏ nhiều các bạn nghe không rõ. Rồi đó cho chúng ta tập nó nhuần nhuyễn. Rồi bắt đầu mình tập di chuyển hợp âm. Cũng tương tự cái mẫu đệm hồi nãy, mình sẽ di chuyển ngay phách số 1. Quá dễ bạn ha, như vậy là mình đã có thêm được một cái mẫu đệm để dành đệm hát rồi đó. Sau khi quen là bắt đầu mình áp dụng vào trong bài đệm thử các bạn nha. Bây giờ Tèo vẫn ví dụ như bài gì giờ ta? À hay là bài Vó Người Trên Đồi Cỏ Non đi, bài cũng hết sức là quen thuộc nè.
Đó, tao ví dụ tao đệm bài đó ha. Thôi đệm bài đó ở pha thứ thôi, để cao quá hát không nổi. Em dấu yêu ơi các bạn nha, vô nha. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về. Ok bạn, đó chúng ta sử dụng cái mẫu đệm để đệm hát như vậy. Rồi, cái mẫu đệm này chúng ta xử lý một ô nhịp mà có hai hợp âm thì cũng tương tự hồi nãy thôi. Phách số 1 đập xuống đánh tét tét. Phách số 1 đập xuống, lỗi. Phách số 1 không đánh chứ quên dấu lặng không đánh chứ trời ơi trời nhầm rồi. Rồi, phách số 2 đánh bình thường hình móc đơn, đập xuống đánh nốt, dở đánh nốt. Rồi, phách số 3 mình di chuyển hợp âm cứ tương tự vậy thôi. Tương tự vậy bạn ha, tức là mình sẽ di chuyển hợp âm ngay phách số 1 và phách số 3 đều là dấu lặng hết, cũng khá dễ bạn ha. Đó cách mình xử lý, giờ thử nè. Rồi có một số chỗ ta sử dụng một ô nhịp hai hợp âm các bạn ha. Rồi đó là mẫu đệm số 2, tôi muốn chia sẻ với các bạn, giúp cho các bạn có được cái tài liệu mình tập để cái bài đệm của mình nghe nó đầy đặn hơn các bạn ha. Rồi đó là mẫu đệm số 2, bây giờ chúng ta sẽ qua cái mẫu đệm số 3. Mẫu đệm số 3 tôi muốn chia sẻ với các bạn, nó cũng tương tự như mẫu đệm số 2 thôi, nhưng mà nó sẽ thêm một cái phần ở phách số 1 nữa. Phách số 1 nó hơi phức tạp chút xíu, để ví dụ nha. Phách số 1 đập xuống không đánh, khi dở lên đánh hai nốt tức là hình móc kép. Phách số 2 đập xuống đánh nốt bình thường, dở lên đánh bình thường. Rồi phách số 3 giống hồi nãy, đập xuống không đánh, đợi nó dở lên đánh, rồi giữ nguyên cho tới đập xuống số 4 luôn. Rồi phách số 4 dở lên đánh nốt. Hết. Làm lại bạn ha. Mình cứ phân tích từng phách như vậy để mình tập cho nó quen tay các bạn ha. Sau khi quen tay rồi mình đánh cho nó tròn ô nhịp. Rồi cứ như vậy bạn ha, mình sẽ tập cho nó quen tay. Bắt đầu mình vô trống mình tập thử thôi. Sau khi quen tay rồi, tập tempo chậm, đừng ham nhanh các bạn nhé. Lúc mới tập cứ tập chậm, đừng ham nhanh. Chúng ta sẽ chọn cái tempo khoảng 110 thôi. Cũng khá dễ và anh hay không khó lắm. Rồi sau khi mình tập đã quen rồi, bắt đầu mình tập di chuyển hợp âm thôi. Như vậy là xong được mẫu đệm số 3 các bạn ha. Rồi mình áp dụng đệm hát cũng tương tự như vậy. Mẫu đệm này nó có tính chất hơi sôi nổi xíu, mình để dành vào cái đoạn điệp khúc của bài á, mình đệm. Bây giờ ví dụ mình đệm bài Rồi Tới Luôn thử các bạn ha. Cho tempo lên xíu. Rồi. Tan 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 ta ra tan ta ra ra tan ta. Rồi mẫu đệm đó các bạn ha. Như vậy mình xong được cái mẫu đệm số 3 này các bạn ha, với ứng dụng vào bài ở cái đoạn điệp khúc các bạn nhớ nha.
Tèo vừa chia sẻ các bạn ba cái mẫu đệm ở Style Cha-Cha-Cha giúp cho các bạn có được mẫu đệm mình tập luyện để bài đệm hát của mình được đầy đặn hơn, nghe nó chuyên nghiệp hơn, không nghe bị lỏng lẻo nữa các bạn ha. Nếu trong lúc tập luyện còn điều gì khó khăn thắc mắc á, các bạn cứ để ở phần bình luận, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn cần tìm hiểu kỹ năng gì hay các bạn cần đệm hát bài gì, các bạn cứ để ở phần bình luận luôn nha. Từ từ lần lượt Tèo sẽ soạn và chia sẻ các bạn mà thôi. Nếu các bạn thấy kiến thức hôm nay Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha. Để bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn các bạn ơi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.